tính giá trị của biểu thức B tại x bằng 7 thì các bạn nhìn vào cái nhìn vào giúp lợi cái số 8 này nè. Đó, nếu mà các bạn thay x bằng 7 vào cả cái biểu thức này thì các bạn làm rất là lâu, được chưa? Làm rất là lâu. Nên mình sẽ chọn một cái phương pháp khác, đó là các bạn thấy rằng ở đây người ta đều cho số 8 là thế mà. Đó, thì số 8 này có phải là 7 cộng 1 không ạ? Đúng không ạ? 7 cộng 1. Vậy từ đây ta có nè. X bằng 7, vậy lợi sẽ cộng 2 vế cho 1 thì cái biểu thức đó không đổi, được chưa ạ? Bằng 8. Vậy chỗ nào có số 8 để thay bằng x cộng cộng 1 thì biểu thức B của mình sẽ là x mũ 15 trừ cho x cộng 1 tất cả nhân x mũ 14, tiếp tục như vậy. Đó. Trừ x cộng 1 nhân x mũ 12 cộng chấm 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 trừ cho x cộng 1 nhân x mũ 2 cộng x cộng 1 nhân 8 trừ 7. Sau đó các bạn nhân vào hay còn gọi là phân phối vào. Vậy mình sẽ có bằng nè. Bằng x mũ 15, nhớ cẩn thận phía trước có dấu trừ nè. Nhớ, vậy là x nhân cho x mũ 14, nhân là mũ cộng đó các bạn. Nhân là mũ cộng, vậy ra là trừ x mũ 15 trừ x mũ 14. Tiếp tục nhân vào. Đó, vậy ra x mũ 14 cộng x mũ 13 trừ, tiếp tục nhân vào. Vậy là x mũ 13 trừ x mũ 12 cộng chấm 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 trừ x mũ 3 cộng, xin lỗi, trừ trừ x mũ 2 cộng, ở đây số 8, số 8 ở đây mình số x nha các bạn, cẩn thận mình bị sai nha, sai lại sai chỗ này các bạn sửa giúp lợi. Vậy là ra là x bình cộng x trừ 7. Sau đó các bạn rút gọn nè, đây rút đây nè, đây rút đây, đây rút đây, đây rút đây, rút. Còn lại gì ạ? Còn lại là x trừ 7, mà x của mình là số mấy ạ? Vậy ta thay x bằng 7 vào B bằng x trừ 7. Vậy bằng 7 trừ 7 bằng 0.